đang xem show ánh sáng, du khách mãn nhãn khi ban tổ chức mời được cả thiên lôi góp mặt. Theo đó, ban tổ chức của một show trình diễn nhạc nước cực kỳ hoành tráng, với khả năng ngoại giao như một chiến thần, đã mời được cả thành viên cộm cán của thiên đình về hỗ trợ màn biểu diễn. Dưới bầu trời đêm tĩnh mịch, ánh sáng nhẹ nhàng mờ ảo soi chiếu những ngôi nhà cổ kính, âm nhạc từ từ vang lên rồi dồn dập hơn. Liền sau đó, một đường sét rạch ngang trời uốn lượn một vòng như rồng cuộn, rực sáng cả một góc trời rồi biến mất. Màn kết hợp ngẫu nhiên giữa tự nhiên và con người đã tạo nên một khung cảnh vô cùng mãn nhãn. Một số người xem qua cũng không khỏi bất ngờ trước khoảnh khắc thiên nhiên kỳ ảo. Trong khi đó thì ông thiên lôi kiểu xong rồi đó, trả cách xe nhanh đi để ta còn về. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.